câu chuyện của những con người xa xứ. Nhiều tiếng cười, nhưng cũng lắm nước mắt. Ai cũng ôm mộng làm giàu, nhưng quên đi điều cốt lõi nhất. Người mẹ già giàu tình cảm Phi Phụng. Mà đâu có cần tiền bạc đâu hả? Miễn tuổi con hạnh phúc là má vui rồi. Người hàng xóm si tình Bá Thắng. Anh con mắt mà như buồn. Trước đó 4 năm chị đã sai vào tay tôi rồi. Biết kiều lắm kiều, Hải Triều. Không phải, không phải, không phải. Ok, nào. Gọi Đào, bà đã gọi Đào à. Dạ. Những khách mời khiến gia đình chủ quán lắm phèn lao đao. Trời ơi, bởi xa cơ như chiến trường thọ tiễn. Ở đó mặt y chang này mẹ ơi. Thấy con không? Anh em mình giống nhau. Con đó mẹ. Trời ơi. Hội quán Tiếu Lâm phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 24 tháng 4 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Phát lại vào lúc 11 giờ 45 thứ hai ngày 25 tháng 4 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.